Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Misery USA. Hôm nay á, hai vợ chồng mình sẽ dẫn các bạn đi đến cửa hàng pizza tự chọn ha. Ở đây là cái bảng giá của cái cửa hàng này các bạn. Nó có rất là nhiều loại pizza, nhưng mà cái này mình có thể chọn tùy loại mà mình thích luôn. Thậm chí là mình có thể có một nửa pizza và một nửa salad luôn các bạn. Cái này là thuộc dạng giống như là mình tự thiết kế cái pizza của mình. Mình thích cái gì thì mình bỏ vô cái đó, ít nhiều gì đó tùy mình. Hiện tại thì chồng mình đang order hai cái pizza, mình một cái và chồng mình một cái. Mình không biết là mình nói đúng không, cái từ pizza. Mình không biết là mình có nói đúng không nữa. Nếu mà nói sai thì thôi nha các bạn, đừng có bắt bẻ mình nha, tại tiếng Anh của mình không phải là giỏi đâu. Mình vẫn còn đang đi học thêm tiếng Anh. Đó, bây giờ thì các bạn nó đã để ra hai cái bánh pizza rồi đó các bạn. Cái này là cái đế pizza, mình với chồng mình á là chọn cái loại đế pizza mỏng. Tại vì tụi mình không có thích ăn bột nhiều. Đó. Thì chồng mình đang kêu chị đó bỏ sauce cà chua lên trên hai cái pizza, một cái của chồng mình và một cái của mình. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu nói chị đó bỏ cheese lên trên cái pizza. Thường ở đây thì pizza nào cũng có bỏ cheese hết các bạn. Đó, rất là nhiều cheese trên cái pizza luôn. Giờ tới cái pizza của mình thì mình cũng bỏ y chang của chồng mình luôn. Sau khi chị đó bỏ cheese lên trên cái pizza thì sẽ chuyển sang cho một người khác để mà bỏ tất cả những thứ gì mà mình với chồng mình thích vô. Hiện tại thì anh đó đang làm cái pizza cho chồng mình. Chồng mình thì kêu anh đó bỏ lá, gọi là lá quế đó các bạn. Đó, người ta sẽ bỏ cho mình chỉ cái gì thì người ta sẽ bỏ cho mình cái đó. Đó. Chồng mình kêu bỏ một chút cà chua. Đó. Rồi một chút olive. Đó. À, bỏ khóm. Nhìn rất là đã các bạn. Và chồng mình bỏ thêm nấm vô nữa. Đó, anh đã đang bỏ nấm vô trong cái pizza của chồng mình đó các bạn. Chồng mình thích mushroom, chồng mình thích nấm cho nên chồng mình kêu anh bỏ thêm nấm vô và bỏ thêm khóm vô, thơm vô các bạn. Tại vì chồng mình rất là thích cái đó. Ở đây á, thì mình muốn bỏ bao nhiêu tùy ý nha các bạn. Mình có thể bỏ dung lên trên cái pizza luôn, người ta cũng không có quan tâm. Đó, bây giờ thì anh đó đã chuyển qua cho anh khác để mà bỏ về phần thịt này kia cái nọ rồi. Còn ở đây thì mình đang kêu anh này bỏ thái bí sữa, là bỏ lá quế vô cho mình. Mình kêu anh ấy bỏ khóm vô cho mình. Mình kêu anh ấy bỏ bỏ thêm khóm cho mình các bạn. Và cà rốt. Cà rốt ở đây thì người ta bào sợi nhỏ nhỏ. À, mình kêu anh đó bỏ thêm nấm cho mình nữa, tại vì mình rất là thích nấm. Và cái anh này thì làm giai đoạn bên rau cải và chuyển qua bên này, thì cái anh mé bên này sẽ làm bên bỏ thịt, thịt đầu này kia nọ vô đó. Mình kêu anh bỏ pepper brownie cho mình đó các bạn. Là cái pepper brownie này là một cái loại mà thường
thường thấy ở trong cái pizza, những cái loại pizza phổ biến đó các bạn. À, mình kêu anh đó bỏ thịt thịt băm vô cho mình. Nó giống như dạng giống như chả các bạn, thịt người ta băm ra rồi người ta dò cục á lại đó, cho nên kêu bằng meatball. Rồi mình kêu anh này bỏ cho mình một chút ham, mà mình chỉ bỏ phân nửa cái pizza của mình có ham thôi các bạn. Tại vì cái này nhiều cái mới lạ với mình quá cho nên mình ăn mỗi thứ một chút vậy đó. Đó, rồi mình kêu anh đó bỏ thử một một miếng đó cho mình nữa. Để mình ăn thử. Một nửa cái pizza này là với ham, một nửa cái pizza kia là với cái thịt khác. Đó. Bây giờ thì xong rồi thì vợ chồng mình chờ cái pizza của hai vợ chồng mình là đang bỏ trong cái lò nướng đó các bạn. Đó, đang nằm ở trong cái lò nướng đó. Bây giờ hai vợ chồng mình chờ chút xíu nữa thì người ta sẽ nướng xong. Cái này nó nướng cũng rất là nhanh các bạn. Mình nghĩ tầm 3 phút à. 3 phút đến 5 phút là có một cái pizza rồi. Là đã chín rồi. Còn ở đây là các bạn thấy hai tô salad nhìn rất là ngon ha. Rất là ngon. Có 1 đô 99 cent một tô salad đó các bạn. Ở trong cái cửa hàng pizza này người ta có bán bánh cookies nữa các bạn. Mà đặc biệt ở bên nước Mỹ này rất là nhiều người người ta thích ăn bánh cookies ha. Và nó rất là nổi tiếng, nó khá là phổ biến ở bên cái nước Mỹ này các bạn. Chồng mình anh cũng thích đi, anh cũng thích cookies cực kỳ luôn. Đây, đây là cái tên ngoài cửa hàng Pizza View. Đó. Đây là cái cửa hàng pizza tự chọn của mà vợ chồng mình đi ăn đó các bạn. Hiện tại thì chồng mình đang thanh toán, đang trả tiền cho hai cái pizza và chồng mình lấy thêm một ly coca và một ly nước lọc. Đó. Ở đây là cái dàn sốt mà để mình muốn ăn thêm với pizza thì mình ăn hết các bạn. Đó. Chồng mình anh lấy cốc để lấy coca và một cái cốc để anh uống nước. Tại chồng mình thường anh ít khi anh uống coca, anh hay uống ké với mình thôi chứ anh không có uống nhiều, không có tốt cho sức khỏe đó, cho nên anh cũng hạn chế lắm. Ở đây cái máy lấy nước lấy coca là mình tự động các bạn. Cái này mình nhờ chồng mình lấy chứ lần đầu mình tới đây á mình cũng không biết sử dụng cái máy này như thế nào luôn. Các bạn thấy nè, bằng cảm ứng điện tử nó chọn vô đó, xong rồi mình chọn coca đó, rồi sau đó chỉ việc nhấn cái nút đó thì nước coca sẽ chảy ra. À, cái máy này nó rất là hiện đại các bạn. Mình nhờ chồng mình lấy chứ nếu không thì mình không biết đâu, mình không thể nào biết sử dụng cái máy này đâu. Mà lần tới nếu mình tới đây nữa thì chắc chắn là mình sẽ biết sử dụng. Đó, bây giờ thì vợ chồng mình lại bàn, lại cái bàn của mình để mà ngồi để lát mình ăn pizza các bạn. Đây là cái không gian bên trong quán nè các bạn. Nó rất là đông ha. Rất là đông. Đó. Trên cái lon Coca nó có đề chữ Pizza Free á các bạn, đó là cái cửa hàng pizza. Đây nè mọi người, bây giờ pizza đã ra rồi nè mọi người, nhìn thích ha. Rất là ngon luôn. Còn cái này của chồng mình nè các bạn. Đó, đây là cái pizza của chồng mình. Chồng mình thiết kế cái pizza khác mình. Nhìn ngon ghê luôn á các bạn, nóng hổi luôn. Mà giòn luôn á, giòn tan luôn á. Cái đế pizza nó rất là mỏng. Nhìn rất là ngon ha. Chồng mình anh ăn nè. Đưa ra là anh ăn liền, anh nhanh lắm. Nhìn dòng mình ăn thấy ngon ghê. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử xem như thế nào ha. Nè, các bạn nhìn thấy ngon ghê không? Đó. Chi nó chảy sợi sợi luôn. Đó. Nhìn rất là ngon. Đó.
Đó, các bạn thấy không? Nhìn cái đế nó mỏng dánh luôn các bạn. Mình rất là vui khi mà mình được ăn cái pizza này. Mình á không có thích cái pizza, mình thật sự là mình không thích pizza. Nhưng mà qua Mỹ này á thì mình chỉ thích mỗi cái pizza ở cái cửa hàng này thôi các bạn, ở cái nhà hàng này thôi. Tại vì nó mỏng và đặc biệt là mình có thể bỏ được những cái gì mà mình thích vô trong cái pizza của mình đó. Cho nên mình rất là thích ăn pizza đây. Đó, các bạn thấy không? Nhìn rất là ngon, cái đế nó mỏng mỏng. Cho nên nướng lên nó rất là giòn các bạn. Mình không có thích ăn cái pizza đế dày, ăn mau ngán lắm. À, chồng mình kêu mình thử cái bánh pizza của ảnh á. Bánh pizza của chồng mình ảnh bỏ hơi bị nhiều rau á, và nhiều thịt á, cho nên nó dung lên luôn á các bạn. Ở đây được cái á, là mình có thể bỏ bao nhiêu tùy thích mình. Người ta không có quan tâm số lượng hay là mình bỏ nhiều thịt, nhiều rau gì hết. Hay là bỏ ít gì đó, tùy theo sở thích của mình thôi. Mình thích ăn ít thì mình bỏ ít, mình thích ăn nhiều thì mình cứ việc bỏ nhiều. Chồng mình kêu mình ăn cái bánh pizza của ảnh, nhưng mà mình nói thôi để lát em ăn sau, đừng có lo cho em, để lát em muốn ăn thì em sẽ lấy thôi. Tại vì thường cái bánh pizza mình ăn ít khi mình ăn hết cái bánh pizza lắm bạn. Nó ngon thì ngon nhưng mà mình vẫn chưa quen. Đó, đây là cái miếng pizza của chồng mình nè các bạn. Có khóm nè, có ô liu nè, có nấm nè, có thịt gà nè, rồi có cà chua nữa các bạn. Rồi có lá quế nữa. Ngon lắm mọi người ơi, rất là ngon. Các bạn nào mà ở gần cái nhà hàng này á, các bạn nhớ tới đây ăn thử cho biết nha, nó rất là ngon và giá nó cũng rất là bình dân các bạn. Một cái pizza như thế này á thì tầm 9 đô một cái bạn. Rất là ngon luôn. Đây, đây là cái hóa đơn cho hai cái pizza và một ly coca đây các bạn, 19 đô 69 sen. Đó, cho nên cũng rất là rẻ. Đó, bữa ăn tối của hai vợ chồng mình đó. Coi như cũng gần 20 đô ha cho bữa ăn tối của hai vợ chồng. Ở đây á được cái coca đó, khi mà các bạn uống hết rồi á, các bạn có thể đi lại đó và các bạn châm thêm đầy ly, các bạn uống không có ai nói gì mình hết á, không có ai trách móc gì mình hết á. Mình trả tiền một lần nhưng mà mình được uống uống không số lượng luôn các bạn. Đó, giờ tới chồng mình ăn ké cái pizza của mình đây. Chồng mình ảnh khen, ảnh nói ảnh rất là thích cái pizza của mình, cái thiết kế của mình. Cái pizza ở đây á được cái 9 đô một cái, nhưng mà các bạn có thể tùy chọn những cái loại gì mà các bạn thích để mà các bạn bỏ lên cái pizza của mình. Giống như My á, thì My thích khóm cho nên My bỏ khóm nè, rồi nấm rơm nè, rồi lá quế nè, rồi cà rốt nè. Đó. Rồi My bỏ thêm thịt nữa. Cái này là cái gì My quên rồi. Hình như nó là pepperoni á. Mình hỏi chồng mình có phải không, cái đó có phải là cái đó không. Ok mọi người, bây giờ vợ chồng mình nó ăn xong rồi đó, mỗi người còn một miếng nhỏ của pizza đó, là ăn hết nổi rồi, cố gắng ăn là ăn hết nổi rồi các bạn. Thì bây giờ thì ở bên này á, các bạn khi mà mình ăn xong rồi á, là mình sẽ đi bỏ rác vô trong cái thùng các bạn. Người Mỹ nói chung là cuộc sống của người ta rất là văn minh lịch sự và người ta rất là tự giác. Đó, chồng mình anh đang đang đi đổ rác vô trong cái sọt rác đó các bạn. Đó, và cái khay thì mình bỏ trở lại trên đó cho người ta. Đó, rồi trên bàn chồng mình á, ảnh thấy trên bàn á, dơ đó thì ảnh lấy cái khăn giấy để ảnh lau cho sạch luôn. Đó, đó là một cái thói quen của người Mỹ các bạn, rất là lịch sự, mình rất là thích. Ok các bạn, mình xin kết thúc video tại đây ha. Mình hy vọng là các bạn thích cái video này của mình.
Các bạn hãy nhớ cho mình một like, một đăng ký và các bạn nhớ ấn chuông để theo dõi video tiếp theo của mình nha. Tạm biệt mọi người. Chúc các bạn có một ngày thật vui và hạnh phúc.